Em xin kính chào quý vị. Hôm nay em mời quý vị cùng đi khám phá một cái quán ăn nha. Đó là một cái tiệm pizza cũng mới mở ở khu vực của con đường Lý Tự Trọng, tòa nhà Nha Trang Center quý vị. Trong này họ bán giày dép nhiều vậy, trung tâm thương mại Nha Trang Center. Đây có trà với cà phê Phúc Long dưới tầng G của Nha Trang Center, tòa nhà Diamond Bay. Đây các hãng Nike rồi Levi's được không ạ? À? Nổi tiếng không ạ? À? Quần áo này. Khép nép chăm sóc khách hàng. Đây là cái cổng phía ra con đường Lý Tự Trọng. Thì có cái pizza Domino, tập đoàn Hoàn Cầu này. Con đường Lý Tự Trọng năm xưa là Bá Đa Lộc. Hai hướng này ra biển rồi, bên kia có cũng có gà rán KFC rồi. Con đường này mát lắm, gió biển nó thổi vào và hàng cây xanh nữa. Đây chỗ này mới có một cái hãng pizza vị, gọi là Domino Pizza, họ cũng mới khai trương được mấy tuần nay rồi. Đồng giá pizza 99.000 khi mua từ 2 bánh và miễn phí giao hàng này, 1900 6099 này. Quý vị có thể đặt hàng qua số hotline, mua một tặng này. Đây. Tập đoàn Hoàn Cầu nằm ở 20 đường Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa. Luxury Residence. Ở bên trong đó, quý vị có thể thích ngồi bên trong mới lạnh, còn ai thích ở bên ngoài đây. Ở đây thì nếu như buổi chiều mát á, buổi chiều thì nó mát á, thì ngồi ở bên ngoài này sướng, thoáng hơn. Ở đây chào hè rực rỡ nè, mua một tặng ba nè, mua một tặng ba pizza size M 25, size L 35. Hải sản sốt, hải sản sốt cà, hải sản nhiệt đới sốt tiêu, bò và tôm nướng kiểu Mỹ nè. Nhiều giá lắm, 115, 225, 285 nè. San M. Cho em mua 1 tặng 3 kìa. Đó. Mua 1 tặng 3 nó sẽ có 1 tặng 3 kia thì nó chỉ có mấy cái bánh. Một cái bánh ngon xong nó cho mấy viên gà với vài cái bánh ngọt thôi. Thay gì mình mua 1 tặng. Xe nhỏ này nó cỡ 7 đi đây nè. Mua 1 tặng 3 là tặng 3 là mua một tặng ba là cái gì đó, mấy cái dĩa nhỏ nhỏ ở dưới, hai cái dĩa nhỏ nhỏ ở dưới, một cái chai coca nữa, gọi là tặng ba chứ không ai, không phải là tặng ba cái bánh pizza nữa. Còn mua một tặng một là mua một cái bánh pizza là tặng một bánh pizza, lợi hơn ha, là ăn được hai cái bánh pizza. Size L. Để mua một cái size L 35 là được tặng một cái bánh size L luôn hả?
tôm mực, pizza tôm với mực. Vậy mình bánh xay bánh bánh tặng mình chọn cái nào được? Đúng không? Rồi. Đó là còn ví dụ như những cái này thì nó có chương trình gì? Những cái này không có chương trình nha. Hiện tại thì có một cái chương trình là mua một tặng ba. Là mình mua một bánh hải sản trong năm bánh này nè, từ xay vừa hoặc lớn, thì sẽ tặng cho mình một phần gà viên sốt BBQ mayo, một phần bánh cô chip này với lại nhỏ, một cái chai nước. Là mua 1 tặng 3. À, cái này nhiêu? Cái này 69 ngàn hả? À, ăn được nhiều cái pizza. Mua 2 đây là thành 4 hả? À, 4 cái. Vậy lấy 2 cái 3 15. À. Rồi. Còn nước uống hay sao? Dạ không. Uống là mình phải mua kèm. Phải mua kèm. Bánh thì nó có dụng chương trình. Nhỏ là 25, lớn là 39. Nước đây. Coca hả? Lấy một chai lớn để nó uống. Lấy một chai Coca đi. Vậy thì lấy một cái chai nước lớn với một chai nước cũng như nước lọc. Vậy một chai nhỏ thì phải là 2 chai. Chai lớn, chai lớn á, chai lớn. Ấy là lấy chai nước lọc. Chai được. Là cái menu của bên Pizza Domino này mới khai trương luôn, có nhiều chương trình. Mua pizza vô đây là ăn pizza thôi chứ có gì đâu, là chiên pizza mà. Oh yeah.
Tiếp cái cuối cùng. Rồi ai ăn hết rồi. Ai ăn thêm thì ăn nha. Ai muốn ăn thêm để gì vẽ. Để cho đẹp nha. Thôi được rồi, kiếm nó kiếm nó kiếm nó con. Cái kia cái gì vậy? Cái dớp bán Khánh đưa cho anh cái dớp đó một cái dớp cô giáo của Phan Khánh nói là bữa nào đi xong rồi cô mời đi ăn pizza cô giáo như vậy đó. Nhưng mà phải đi đến cao cô gái kiểu hồi nãy ăn bánh rồi, bây giờ mời vị sẽ đi qua bên khu vực của con đường Độc Nhất nha, năm xưa con đường Độc Lập á. Qua bên khu vực đó ở em sẽ quay cho cô chú này xem một số hình ảnh của cái lầu 7 ngày nay luôn. Trước đó là một trong những cái khách sạn mà nổi tiếng của Nha Trang, cao nhất của Nha Trang lúc năm thời những năm 75 vậy. 7 lầu. Thì hiện tại đang có cũng đối diện với cái khách sạn lầu 7 đó cũng có một cái nhà sách cũng mới khai trương nữa, bởi vì cùng tham quan cái nhà sách đó luôn. Còn cuộc khách sạn lầu 7 ngày nay trên con đường Thống Nhất, năm xưa là con đường Độc Lập. Và nãy giờ là em từ bên con đường Lý Tự Trọng, năm xưa là Bá Đa Lộc, di chuyển qua đây là con đường Bà Văn Ơn này, à, Trần Văn Ơn. Thì con đường này trước nó là con đường gọi là đường Thăng Nam. Ở đây em thấy cũng có mấy cái quán mì này, rồi massage nè, rồi hotel nè, rồi quán cơm, rồi các cái món bánh canh lòng cá đâu nè, quán ăn sao biển. Đường này nó cũng ngắn, nó kết nối từ bên Lý Tự Trọng qua đây là con đường Gia Sen nè. Về bên tay phải thì sẽ hướng đi xuống lại biển, để bên tay trái là hướng đi lên Mỏ Vòng trên con đường Gia Sen. Đây là gần với sông Hoạt Động 19 tháng 8 nè, với bệnh viện đa khoa của tỉnh. Ở chỗ này là một cái hãng xe bít đất mới, hãng xe bít đất mới là chuyên đưa đón khách từ thành phố sân bay Cam Ranh cũng như là từ sân bay đi về lại vậy. Đây là vị trí, này là vòng xoay nhà đường Gia Sen nè, đường Quang Trung nè, đường Lý Thánh Tôn. Đây vòng xoay này cũng có một cái khách sạn Florida bên tay phải vì cũng trắng rất đẹp. Trước ngay chỗ này gọi là rạp chiếu phim vậy, rạp chiếu phim Tam Quan trên con đường Gia Sen ngày nay. Và đây là những hình ảnh của con đường XQ, năm xưa gọi là con đường Công Quán đó vậy. Thì trên con đường này cũng có một cái rạp chiếu phim, đó là rạp gọi là rạp Minh Châu đó. Và sau này là có tên nữa là rạp Kim Đồng. Cái trước hình vị nè, nằm theo vị trí ngã ba nè, đó bên tay phải vì tòa nhà màu xanh này. Ngày nay thì nó đóng cửa, chứ không có dùng cho mục đích gì hết á. Xưa thì Nha Trang rất là nhiều những cái rạp chiếu phim.
Bởi vì thì hiện thẳng là phía trước vị màn hình vị là ngã ba của đường quán năm xưa với đường Độc Lập, ngày nay là đường Tiết Kiêu và con đường Thống Nhất. Trước em thấy có một cái căn nhà 3 tầng cũ kỹ lắm. Tòa nhà lầu 7 nổi tiếng của Nha Trang. Bây giờ nó cũng có ăn uống nhà hàng rồi, cà phê rồi. Đó, Bicho, của Bicho. Bên kia là một cái nhà sách Phương Nam mới khai trương luôn các bạn. Đối diện với cái lầu 7 luôn này. Đây. Cơm trưa, cơm văn phòng, bữa tối gia đình rồi, rồi cà phê rồi luôn. Một trong những khách sạn cao nhất của Nha Trang thời những năm 75. Nha Trang Hotel. Gọi là lầu 7, nó nằm trên con đường Thống Nhất. Năm xưa là con đường Độc Lập. Khu vực của nhà sách Pha Sa mới khai trương trên đường Thống Nhất vậy, đối diện với cái lầu 7 á. Đây khu vực đồ chơi như sách trên tầng 2, cụ bút viết rồi trên tầng 2 nè. Rồi có ở đây có tô tượng và thú bông. Tô tượng nữa nè. À, đây dưới tầng 1 rồi. Đây khu vực tầng dưới sách dành cho người lớn rồi nè. Trên là chủ yếu sách truyện tranh rồi cho trẻ em. Đây là sách học. Ở dưới đây là sách học với sách người lớn. Trưng bày cũng đẹp ghê luôn nè.